Câu hỏi: trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội được quy định như thế nào? Trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định về trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội như sau. 1. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong động viên nhân dân cùng nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. 2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng Nhân dân và được mời tham dự hội nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.